À, vâng, xin chào các bác. Em đang ngồi sờ lần các bác ạ. Câu này em dùng theo đúng nghĩa đen. Chính xác là em đang ngồi sờ lần ba cái thứ đồ hàng bãi này. Nói với các bác là bán nó lọ mọ không khác gì như kiểu là mình nuôi con mọn ấy. Đó. Nó cũng có những cái thú vị nhưng mà cũng có những cái nó cũng phải công nhận là vất vả. Các bác đang nhìn thấy một cái bộ dàn mini khá là quen thuộc ở trên YouTube, người ta bán nhiều lắm rồi. Đây là bộ Panasonic SX800. Dòng này thì nó có ổ cứng và cũng khá nhiều anh em trèo lên và dùng rất nhiều lời có cánh để ca ngợi nó. Thế thì đối với cái dòng này thì nó có một vài cái điểm chuối và khoai như sau. Thứ nhất, đó là cái gân loa. Dòng này thì nó là gân cao su. Đó. Mà qua năm tháng thì cái gân nó sẽ bị mún. Thường thường thì thương lái một là người ta sẽ để nguyên để bán. Cái mủn đó nếu như không đụng tay đụng chân vào ấy thì chắc là vẫn dùng được. Chỉ có những ông có quá táy máy mà một ngày cứ sờ vào gân loa khoảng vài lần là nó sẽ hỏng. Còn biết là nó hiện trạng là nó mủn rồi nhưng mà không đụng vào nó nhiều. Cứ đánh bình thường có khi còn được 1-2 năm nữa. Đó là một trong những cái tình huống ở trên cái bộ SX800 này. Cũng có những thương lái thì người ta tháo cái bát ra, người ta thay vào đây một cái gân cao su mới hoặc là một cái gân mút mới. Đó là một cái điểm còn tồn tại. Thường xuyên gọi là tồn tại ở trên cái bộ SX800 này. Cái điểm thứ hai là cái dòng này hàng bãi về cái cơ CD nó hay bị kẹt. À, hay kẹt đĩa. Mắt thì ít khi chết nhưng mà hay bị kẹt cơ đĩa. Cái điểm thứ ba nữa là hàng bãi về rất ít khi có remote kèm theo. Có đến khoảng 80% những cái người bán cái bộ này là cứ thế bán chay thôi. Không có remote kèm theo. Giá thì nó cũng bèo thôi, nó cũng chẳng có gì gọi là ghê gớm cả. Ngày hôm nay em sẽ cho các bác được nhìn ruột gan của một cái thớt SX800 à XS800. Trong tôi nhớ bao thương nhớ chỉ là mộng. Đoạn clip này không phải là để giới thiệu về một bộ SX800 nào cả, mà chúng ta sẽ soi về ruột gan của cái thớt dàn xem nó như thế nào. Về mặt mũi của thớt dàn thì ai cũng biết rồi, rất nhiều người người ta làm clip rồi, nhưng khoản ruột gan thì chắc rất ít người tháo ra cho các bác xem. Đây là cái dòng dàn nó có tích hợp ổ cứng ở bên trong, và khi chúng ta tháo cái vỏ nắp này ra thì trình hình ngay phía bên trên là chúng ta nhìn thấy một cái ổ cứng của hãng Samsung với cái dung lượng ổ là 80 GB, và cái thời điểm năm 2005. Nói với các bác là 80 GB cũng không phải là loại tầm thường đâu ạ. Em dám chắc ở cái thời điểm năm 2005, ối ông mà đang sở hữu những cái cây máy tính để bàn, cái ổ cứng của các ông bay ra cũng chỉ có 80 GB thôi, không có hơn được đâu.
Em nhớ cái năm 2008 hình như là ổ cứng của em cũng ổ cứng máy tính của em cũng mới đâu có 128 thì phải. Ổ CD nó nằm ở bên dưới. Dòng này thì nó có cả khe cắm thẻ SD. Những cái thớt này thì về chất lượng bền vỉ nó còn đẹp đấy. Đây là cái hộp tuner để bắt radio này. Nó sử dụng cái hệ thống chỉ thị là cái dạng màn hình như kiểu màn hình của điện thoại, nhưng mà cái độ phân giải nó thấp hơn nhiều. Phía sau nó sẽ có một cái quạt tản nhiệt, bởi vì cái dòng có ổ cứng nó chạy ấy, thì bản thân cái ổ cứng thì nó chạy nó phát sinh nhiệt khá là cao, do vậy cần phải có quạt để giúp cho cái ổ này nó duy trì ở cái mức nhiệt độ tốt. Một cái nhược điểm tiếp theo của cái bộ SX800 đó là nó sử dụng cáp mà hàng bãi về ấy, thường thường là hay bị thiếu mất cái sợi cáp này. À, nhiều anh em buôn cái dòng Panasonic mà SX800 này lắm lúc ngắn rồi, có khi 10 bộ về chỉ có 2 bộ có cáp thôi, còn 8 bộ kia là thôi đấy. Vấn đề này nói ra chỉ có anh em buôn mới biết thôi. 10 bộ SX800 về chỉ có 2 bộ có cáp, thế thì còn 8 bộ kia là thôi đành xả loa ra bán ha, mà không có cáp thì thua. Tất nhiên là cáp của cái dòng này thì SX400 và SX800 thì nó giống hệt nhau. Một cái sợi cáp kết nối giữa cái loa bên bên phải. Trong cái loa bên phải này nó sẽ có tăng phô và những thứ khác có liên quan. Từ đó là nó sẽ dẫn nguồn cũng như là tín hiệu nọ kia vào cái thớt này. Mà nếu như không có sợi cáp thì coi như là bỏ. Đó là cái hạn chế của cái dòng SX800. Đây, phía sau đít đây. Đó, hôm nay các bác đã nhìn thấy ruột gan của một cái thớt dàn SX800. Đại đa số các bác không nhìn thấy ruột nữa đâu ạ. Dòng này nếu như không có remote thì chịu, không chỉnh được bát, không chỉnh được check. Đó. Khi nào rảnh thì em sẽ có video chi tiết về cái model này sau. Ngày hôm nay anh em chúng ta gọi là soi sơ qua về ruột gan, và cũng là một cái clip ngắn để cho các bác dễ mường tượng ra cái nghề buôn ve chai này nó sẽ như thế nào. Đó, nhiều bác cứ thấy coi như nó lên một cái món đồ sạch sẽ đẹp đẽ là cứ tưởng là chúng nó cứ thế là nhập về và nó bán, không có đâu. Còn phải ngồi, còn phải lau chùi dọn rửa rồi thì đủ các trò thì mới đưa lên bán được, chứ đâu có phải là như mấy cái thứ đồ siêu thị bóc hộp cái rẹt rồi là bán cho các bác được đâu. Nghề này chính xác gọi là nghề buôn ve chai, không có cái gì gọi là sai về mặt tính chất cả. Có những cái lô hàng về nói với các bác là nó dơ đến nỗi không muốn đụng tay luôn, nhưng mà một phần cũng vì yêu mến những cái món đồ kiểu như thế này và yêu cái công việc mà mình đã lựa chọn. Và cái điểm thứ ba, điểm cốt tử đó là cũng gọi là kinh doanh thì ai cũng thèm tiền, nên do vậy có nhiều cái vấn đề nó thôi thúc, do vậy là vẫn cứ phải sờ tay vào, vẫn cứ phải làm. Trong khi tâm lý của em giống y hệt các bác thôi, đó là cái thứ tâm lý hưởng thụ, phải không ạ? Có tiền thì mua đồ về chơi thôi, chứ chẳng có ai muốn đi sờ lần dăm ba cái thứ này,
nào là vệ sinh, nào là lau chùi, nào là cân chỉnh, rồi nào là đưa đồ lên nói bã bọt mép để dụ khị các bác xuống tiền để mua. Em giống các bác, em chỉ thích mua về chơi, có người dọn sẵn cho, làm tốt rồi, làm đẹp rồi, về chỉ việc đấu vào nghe, đâu có muốn là làm ba cái thứ việc như thế này đâu. Nhưng mà đây nó là cái công cuộc người ta gọi là mưu sinh, bắt buộc phải làm thôi. Vâng, hẹn gặp lại các bác ở những video kế tiếp. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.